Quá trình thực địa hơn 10 năm qua đã cho tôi thấy rằng sự thành bại của mỗi một doanh nghiệp thì ngoài yếu tố con người, quy trình vận hành thì phong thủy, nhất là phong thủy cho nhà xưởng là một điểm vô cùng hệ trọng. Vậy thì phong thủy của nhà xưởng giống và khác với cả phong thủy nhà ở như thế nào? Vì sao trong mấy năm gần đây lại trở thành một xu thế lên ngôi? Thì các bạn hãy cùng tôi làm rõ trong video tôi chia sẻ này nhé. Ta vẫn thường nghe câu là phi thương bất phú. Với xu thế mở cửa hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hơn thì sự phổ biến của các công xưởng, khu chế xuất tất nhiên là điều tất yếu rồi. Đối với cả các doanh nghiệp sản xuất, nhà xưởng là nơi khởi nguồn sinh ra các cái giá trị mà doanh nghiệp mang lại cho khách hàng. Và khi sản xuất, thương mại có được nâng cao thì dân mới giàu, nước mới mạnh, vị thế của quốc gia mới được nâng cao. Chúng ta có thể thấy là Trung Quốc là một trong ví dụ điển hình của việc sản xuất nâng cao vị thế quốc gia, đúng không ạ? Và như vậy thì sản xuất thương mại sẽ là đòn bẩy củng cố cho vận trình của nước ta trong giai đoạn hội nhập sôi động ở vận 9 này. Hoạt động của đời người thì thường như ta vẫn biết diễn ra ở hai nơi chính yếu, nơi ở và nơi chúng ta làm việc. Các bạn cần phải nắm được rằng về nguyên lý, nguyên tắc căn bản cho phong thủy áp dụng cho nhà ở cũng được áp dụng với phong thủy nhà xưởng. Chỉ trừ một vài điểm đặc thù chỉ áp dụng riêng cho nhà xưởng mà tôi sẽ chia sẻ ở bên dưới. Nói vậy là chúng ta thấy rằng là việc làm phong thủy cho nhà ở với chủ doanh nghiệp sẽ chỉ là một vế, sẽ là khiếm khuyết khi mà ta không xét tới phong thủy nhà xưởng mà người chủ đấy sở hữu. Vậy thì thời điểm nào là thời điểm vàng để mà các chủ doanh nghiệp đưa ra quyết định làm phong thủy cho nhà xưởng của chúng ta đây, theo các bạn? Tôi cũng phải chia sẻ thật với các bạn rằng những khi mà chúng ta thuận lợi, công thành danh toại thì không mấy người nghĩ đến phong thủy cả. Còn trong thực tế thì hầu như khi đã gặp biến cố, xảy ra sự cố ngoài ý muốn, thậm chí là đã quá muộn rồi thì chúng ta mới tìm đến phong thủy. Và đây là một quan niệm sai lầm, chúng ta sẽ cần phải thay đổi càng sớm càng tốt và càng những lúc nào chúng ta đang ở trong thời kỳ thịnh vượng, đó lại là lúc mà chúng ta sẽ cần phải nghĩ đến phong thủy nhất. Tôi lấy ví dụ cơ thể của chúng ta. Theo các bạn thì thời điểm lý tưởng nhất để chúng ta tầm soát kiểm tra sức khỏe là khi nào? Phải chăng là khi cơ thể chúng ta đã cảnh báo với những cơn đau, với những biến chứng phát sinh rồi thì ta mới đi khám bệnh? Và đáng buồn là như vậy, khi mà chúng ta có bệnh và đặc biệt là khi triệu chứng rất là nặng rồi, chúng ta mới nghĩ rằng việc chúng ta đến viện là cấp thiết. Nhưng mà khi mà chúng ta đang ở trong sức khỏe dồi dào như thế này, có phải là lúc tốt nhất để mà chúng ta khám chữa bệnh, đúng không ạ? Và nhấn mạnh như trên để mà chúng ta thấy rằng không phải đợi đến khi cơ thể chúng ta bất thường lên tín hiệu cảnh báo thì chúng ta mới đi khám, mà chúng ta sẽ phải cần được tiến hành ngay khi cơ thể đang ở trong trạng thái sung mãn nhất. Và với doanh nghiệp cũng như vậy, ngay chính là thời điểm chúng ta chủ động nhất về cơ hội kinh doanh, chúng ta đang bắt nhịp để khởi sự cho việc sản xuất có tính quy mô lớn, hay là chúng ta đang mong muốn biến đổi, bứt phá, thì sẽ chính là thời điểm phù hợp nhất để chúng ta làm phong thủy nhà xưởng, làm phong thủy cho doanh nghiệp chúng ta. Và bỏ lỡ thời điểm vàng này thì cũng đồng nghĩa với việc bạn đang đánh mất đi cơ hội của chính doanh nghiệp mà mình đang điều hành. Tuy đều là thuộc phong thủy dương trạch, nhưng mà phong thủy cho nhà xưởng hay là khu chế xuất thì lại thiên về việc đáp ứng những cái yêu cầu sao cho việc sản xuất thêm thuận lợi, hướng tới việc kinh doanh thêm phát đạt, và đặc biệt là nhấn mạnh về yếu tố an toàn trong quá trình chúng ta vận hành. Xét riêng về vị trí địa trạch cho nhà ở thì trong nhiều trường hợp ta vẫn có thể lựa chọn nơi ở phù hợp theo tiêu chí phong thủy ban đầu bản thân chúng ta đã đặt ra. Nhưng mà ngược lại thì nơi đặt nhà xưởng hay là khu chế xuất lại do nhà nước chỉ định và hầu như là mang tính cố định rồi. Và liên quan tới yếu tố nhân hay là chủ nhân của những khu nhà xưởng hoặc là những người điều hành của khu nhà xưởng đó thì ta cũng cần phải lưu ý một số các cái điểm như sau. Và chúng ta cần phải nhấn mạnh là đường hướng phát triển của bất kỳ một doanh nghiệp nào thì chắc chắn là không thể tách rời người đứng đầu được. Người đứng đầu ở đây có thể là người chủ tịch, người chủ thực sự của doanh nghiệp đó, nhưng cũng có thể là người giám đốc điều hành, người trực tiếp điều hành doanh nghiệp. Chính vì vậy nên là cả hai con người này đều cần phải chú trọng về phong thủy như nhau. Có một số các trường hợp mà theo tôi là chưa được đúng khi quan niệm rằng chỉ cần làm tốt cho người chủ tịch, còn những người giám đốc thì là nhân viên, vì vậy không cần phải quan tâm tới. Nhưng mà đối với cả tôi thì chính những người điều hành lại còn quan trọng hơn cả những người chủ tịch. Vì vậy nên là khi mà chúng ta xét về sự phù hợp giữa con người và cuộc đất, ở đây chính là chủ nhân với nơi mà đặt nhà xưởng, thì ta cần phải đánh giá yếu tố khí vận
của chủ doanh nghiệp khi mà chúng ta bắt đầu làm phong thủy cho nhà xưởng đó. Ngoài ra thì xét về quy mô, phong thủy cho nhà xưởng hay là khu chế xuất còn được xếp vào phần phong thủy dương trạch có tính tập thể và phần lớn là mang tính quy mô hơn rất là nhiều so với cả những khu nhà ở. Và chính vì điều này nên là yêu cầu liên quan đến thiết kế cho phong thủy nhà xưởng cũng phải mang nhiều nét đặc thù hơn. Và tất cả những cái đặc điểm đó đặt ra yêu cầu với người phong thủy sư cần phải làm sao ở trên một khu đất đã cố định về vị trí như vậy rồi thì chúng ta thực hiện khai môn, lập hướng hay là bố trí các cái công năng sẽ cần phải tối ưu cho những người chủ và những nhân sự chủ chốt. Và điều này thì đòi hỏi người phong thủy sư vừa phải giàu kinh nghiệm chuyên môn lại vừa phải am hiểu về lĩnh vực kinh doanh. Và tất cả những điều này là tiền đề để mà khu nhà xưởng khi mà đi vào hoạt động vừa đáp ứng được yêu cầu sản xuất lại hài hòa được về tiêu chí phong thủy. Trước đến nay thì đa phần chúng ta mới chỉ nhấn mạnh yếu tố trực tiếp là phong thủy nhà và sâu xa hơn là phong thủy của mộ phần mà chưa đánh giá đúng mức phong thủy của nơi làm việc, công ty hay là nhà xưởng. Với việc củng cố đồng thời cho phong thủy cả nhà ở và thực hiện cho cả phong thủy nhà xưởng nữa thì một mặt chúng ta vừa củng cố được vận của gia đạo, vừa củng cố được về tình duyên và mặt khác thì lại củng cố được cả công danh sự nghiệp tài lộc cũng thêm phần khởi sắc và như ý. Căn nhà này thì được tôi quy hoạch cả về phong thủy lẫn thiết kế kiến trúc, thiết kế cảnh quan sân vườn. Và bây giờ chúng ta sẽ vào trong căn biệt thự của gia đình chị Thảo, anh Phan. Anh Phan là người Trung Quốc, là người Quý Châu. Và ngày hôm nay thì tôi vừa mới có mặt lúc buổi sáng ngày hôm nay để mà làm toàn bộ công việc phong thủy cho một khu công nghiệp của anh Phan. Và anh Phan là một trong những gia chủ rất là lâu năm của Phùng Gia, là một doanh nhân người Trung Quốc sang Việt Nam lập nghiệp và xưởng của anh có diện tích đâu đó khoảng hơn 2 hectare với khoảng 2.000 nhân công. Và đây chính là tư gia của anh Phan và chị Thảo. Nói vậy để mà thấy là nếu mà chúng ta chỉ dừng lại ở việc phong thủy nhà, phong thủy cho cửa hàng hay là showroom thôi mà không xem trọng đúng mức phong thủy của nhà xưởng sẽ là một khiếm khuyết rất là lớn. Nếu ví việc sản xuất, giới thiệu quảng bá là một chu trình thì phong thủy cho nhà xưởng, phong thủy cho cửa hàng và nơi cư trú cũng ví như là chiếc kiềng ba chân vững chắc, tạo bệ đỡ cho vận thế của chủ nhân thêm hưng vượng và khởi sắc ở trong tương lai. Có nghĩa là khi chúng ta làm phong thủy cho nhà ở của chúng ta thì nó tạo nên một cái sự bình an, an tâm để mà chúng ta tập trung vào công việc. Nhưng phần tài lộc và phần thăng tiến thì lại phụ thuộc rất là lớn vào phong thủy của công ty, cơ quan hay là nhà xưởng của chúng ta. Vậy thì phong thủy cho nhà xưởng thì có những cái bí quyết nào để chúng ta tối ưu được? Để mà có thể tối ưu được về phong thủy cho doanh nghiệp thì sẽ cần phải có kinh nghiệm và chuyên môn rất là cao. Áp dụng rất nhiều những cái thuật pháp sâu sắc, thuật pháp cao cấp. Ví dụ như từ những trường phái tam hợp phái để mà luận long mạch hay là trường phái dương trạch thì có bát trạch, huyền không và cả huyền không đại quái, huyền không lục pháp nữa. Và ngoài ra một vài nét khái lược để mà phong thủy nhà xưởng thêm tối ưu thì chúng ta sẽ cần chú ý như sau. Tôi sẽ liệt kê sơ qua để các bạn thấy rằng cái việc làm phong thủy nhà xưởng sẽ cần phải chú ý những cái yếu tố nó phức tạp như thế nào và sẽ cần phải một người rất là có kinh nghiệm. Đầu tiên chúng ta sẽ cần phải định được long mạch tốt. Thì trước hết với một công trình quy mô lớn như là nhà xưởng như thế này thì yêu cầu đầu tiên cần đặt ra là vị trí của toàn bộ dự án. Rồi sau đó chúng ta mới xét đến các hướng khả lập. Vị trí này thì sẽ có hai yếu tố chúng ta cần quan tâm. Đầu tiên là loan đầu hình thế, hay còn gọi là chúng ta sẽ xét về cách cục của long mạch. Và thứ hai là thiên tinh đáo tới, có nghĩa là cái vận của cái khoảng thời gian chúng ta kinh doanh ở trên cái cơ sở nhà xưởng này. Và từ đó thì chúng ta mới có thể triển khai các phân khu quan trọng như là cổng chính này, cửa chính này, rồi các cửa xuất nhập hàng và sau đó tới các khu vực nước thoát, nước nhập, còn có cả khu vực sinh hoạt của cả công nhân viên nữa. Rồi sau đó mới tới các phân khu nhỏ như là nhà điều hành, nhà giám đốc và các cái khu vực máy chạy. Và tiếp theo nữa mới tới là khu vực ở bên trong, có nghĩa là tiểu thái cực của các phòng ban.
Và yếu tố tiếp theo mà chúng ta cần phải quan tâm đó là sẽ cần phải tối ưu địa trạch cho chuẩn phong thủy. Thì tùy vào từng cuộc đất, nơi đặt nhà xưởng hay là khu chế xuất thì người phong thủy sư sẽ lên các ý tưởng để mà củng cố cũng như là tối ưu cho khu vực này. Thì như tôi đã chia sẻ ở trên rồi, là thông thường thì đất là do chính quyền địa phương chỉ định rồi, mà hơn nữa là các quy hoạch cũng như là xây dựng thì sẽ cần phải theo bố trí rất là nghiêm ngặt của bên phòng cháy chữa cháy nữa. Nên là việc hệ trọng nhất lúc này chúng ta cần là tập trung vào vị trí của cổng nạp khí. Thì phần này thuộc về chuyên môn của người phong thủy sư, nên tôi sẽ chỉ lưu ý một vài điểm quan trọng nhất. Đó là thiên tinh thì sẽ cần phải bổ trợ cho long mạch, nên là ta cần phải phân tách rõ đâu là cửa chính, cửa phụ và đâu là lối nhập hàng, lối xuất hàng và các đường giao thông. Vì ở trong phong thủy, những nơi nào xáo động về khí là những nơi có đường giao thông đi lại hoặc là cổng cửa. Nên là những khu vực này sẽ là những khu vực quan trọng nhất. Và quan trọng nhất trong số những khu vực quan trọng đó chính là cổng của nhà, toàn bộ khu đất. Điều thứ ba cũng vô cùng hệ trọng, đó là củng cố vận khí cho người đứng chủ và người điều hành. Một nơi đất dù là phong thủy bảo địa tốt thế nào đi chăng nữa mà không để cho con người sử dụng thì cũng chả có ý nghĩa gì cả. Theo đó thì chúng ta sẽ tập trung vào một số các điểm như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ cần phải củng cố vận quý nhân cho người chủ. Và thứ hai, chúng ta sẽ kích hoạt các cặp thiên tinh gắn với cả quyền lực. Ví dụ như là những cặp thiên tinh kích hoạt cái yếu tố quyền lực ở trong bát tự dụng thần của người chủ doanh nghiệp. Và tiếp theo nữa là chúng ta có thể kết hợp một số pháp khí phong thủy chủ về quyền lực dành cho người đứng đầu. Ví dụ như là ấn rồng vương quyền mà bản thân tôi cũng đang dùng đây. Và tiếp theo là chúng ta có thể kích hoạt cung thiên hỏa đồng nhân để mà củng cố cho sự hòa hợp từ trên xuống dưới. Rồi có một số cách cục như là kích hoạt phụ lâm linh bính thì sẽ làm cho cái người đứng chủ đó sẽ có tiếng nói và nhân sự sẽ đồng nhất từ trên xuống dưới. Và hai phương pháp này mặc dù đưa ra được tác dụng cực kỳ mạnh mẽ nhưng mà lại cần tới sự tỉ mỉ, rất là tỉ mỉ trong việc đo đạc thực địa để mà phù hợp cũng như là tìm ra được cái vị trí có thể kích hoạt chính xác. Tại vì các bạn biết là đối với cả phong thủy, khi mà áp dụng những thuật số cao cấp thì chỉ lệch 0,9 độ thôi là nó đã sang một cung vị khác rồi. Để mà có thể chính xác được 0,9 độ này, bản thân tôi cũng đã phải theo học lớp La Kinh Thấu Giải ở bên truyền thừa của Malaysia và truyền thừa của Giang Tây. Tính ra tổng số tiền cũng đâu đó phải vài trăm triệu rồi. Vậy nên là cái việc mà đo đạc đó sẽ là cái sự tiên quyết để mà đánh giá một người phong thủy sư là chuyên nghiệp hay là không. Và hy vọng rằng với các chia sẻ khái lược ở như trên, các bạn đã có phần nào nắm được vai trò của phong thủy nhà xưởng cùng với sự khác biệt chủ yếu giữa khái niệm này với phong thủy cho nhà ở và các điểm liên quan khác. Còn bạn thì với vai trò là một chủ doanh nghiệp, bạn đã lên phương án phong thủy cho đứa con tinh thần của mình chưa? Hãy chia sẻ những điều bạn đang băn khoăn xung quanh việc phong thủy nhà xưởng để mà các bạn trợ lý của tôi biết, từ đó sẽ tư vấn cho các bạn đặt lịch, tôi sẽ tư vấn cho các bạn nhé.